Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game là Hải Tặc Đại Chiến thôi. Trong clip lần này mình muốn review cho anh em cái chuỗi sự kiện mới này. Sự kiện là anh em dùng mấy cái hồn hải tặc để anh em đổi mấy con tướng, hoặc là anh em đổi những cái phôi phút, anh em ép con tướng của mình lên E1, E2 các kiểu là điều nhá. Cái quá trình đấy của mình cũng ép rồi, mình cũng đổi nó cũng gần hết rồi đây này. Rồi hai cái này ra mở ra một đống con tướng linh tinh và lẩm chẩm các bạn. Sự kiện triệu tập hải tặc này cũng vậy, anh em triệu hồi cho mình full bộ tướng ở đây, có mình nhận thêm cái mảnh tướng NS ngẫu nhiên này này. Hồn hải tặc chiêu mộ đặc biệt, chiêu mộ mình đi được một vòng thôi, xu vòng quay nữa cũng được thưởng luôn. Chiêu mộ đại hải tặc nữa này, 200 lần đây cũng có 4 vòng. Nhưng mà tình hình là mình không đủ quay 200 lần rồi anh em ơi. Đây mới có 157 phát chiếu. Kim cương thì cũng chả còn nên là thôi, mình nghĩ là thôi. Mình cũng ra được một đống cái con tướng linh tinh lòng chờ mình xả hết rồi anh em, mình xả hết tất cả những cái thời những con tướng mà mình tích lũy được trong thời gian qua. Và mở được đâu đó cho mình thêm một con Akainu này. Một con Akainu. Và ép được cho mình con bo hen cúc này lên được level 200. Đấy, ngoài ra thì còn có phút của Sengoku và thêm một phút của thằng một phút của thằng Crocodile nữa. Có Luffy tân thế giới mới cũng mở được một con thôi. Con này thì nó cũng chẳng làm ăn được gì đâu, ít ta phải thêm một con nữa thì may ra mới xin xịn được một chút. Chung là đẹp, nói chung là đẹp, đẹp hơn nhỉ. Cũng mình cũng ép được Aokiji lên level 160 lần này. Tình hình là để lên level tiếp theo thì sẽ cần tốn khá nhiều tài nguyên nữa cơ. Thêm vào đó là mình cũng up được con Moria này lên E1, nhưng mà chưa có tài nguyên để ép nó lên ship lên một cấp mà nó tốn nhiều nguyên liệu thế. 950.000, 362 Belly nó mới cho ép một cấp mình ạ. Này sao chứ, mình chịu rồi, cũng chẳng mạnh lên được. Level 252 mở được cái haki này. Haki này thì mình nghĩ cho mình đeo tốc độ sớm thì nó đánh sớm rồi, hợp lý này. Đá hộ mệnh tăng công dù luôn, lần phát nữa cần 12 m và chạy lắm đây, sao chịu được anh em. Trong tương lai thì mình ép mấy con tướng kia thì bây giờ mình cũng đủ phôi ép con thấy này rồi, con shop mình lên 250 rồi ấy. Mình phải đợi mấy ngày nữa anh em nha, mấy ngày nữa mình sẽ ép shop cho anh em xem. Đông dân của chúng ta sau khi tích cóp gom góp một ngày, ngày mai đã được này. Có một cái team ra gì vào này nọ với bạn bè Nam Châu cũng nhiều 10 sao phết rồi này. 1 10 sao này, 2 3 đấy, đã 3 10 sao chứ đừng phần đùa, đừng có đùa với nhà chua. Hoặc test phát PVP nha.
tương lai sắp thay con người cá thành một con tướng khác ấy ạ. Sẽ thay một con tướng nào đó minh mẫn là phải thông minh hoặc là nhanh nhẹn, không còn nhanh nhẹn nữa, mình nghĩ sẽ thay con là Luffy vào đây. Monkey D. Luffy nguyên là ba con thông minh chuất đấy, bộ fan cấp trên xì ngái chứ nhỉ. Chơi xạ thủ và chơi xạ thủ chỉ huy, định hướng trong tương lai thì xạ thủ chỉ huy. Con Sengoku này thì yếu rồi, Sengoku này trông yếu lắm, còn máu này. Sengoku yếu lắm nhỉ. Kizaru Zaru này mạnh này. Xong và là 50% nhận quan kích thì Zaru là mạnh nhỉ. Đừng có đùa Kizaru xạ thủ lắm. Kizaru mạnh đấy, mạnh hơn Senku là nhiều. Mình nghĩ Kizaru là mạnh nhất trong cái kinh ngũ tướng này. Zoro thì tướng sĩ nó cũng bình thường thôi. Zoro cũng được nhưng mà ép khó. Zoro giống như Luffy tân thế giới mới ép khó lắm. Hôm nay có cơ hội chơi Kizaru hay vị trí một con người cá hay đi hay một con nào đó nhỉ. Nói chung là thích con gì thì chơi con đấy thôi. Một slot này sẽ cho con nào đó, một là thông minh, hai là minh mẫn, ba là con tướng mình thích. Đấy, đơn giản thì gì chơi game một mẹ có đam mê nhá. Giờ đến là thời kỳ tích thôi, xả hết rồi thì bây giờ tích vậy. Trong con này đam to anh em, chưa lên em một mà đam to vãi. Moria lên em một rồi, đam có hơn tí, cơ bản là nó có đồ như vậy này, có đồ đồ ngành đó. Em nhìn là đồ ngành đó. Hôm nay lên em một thì đúng là sức mạnh ghê. Cùng lắm mất tôi người cá đây làm phôi này, thêm ba con này nữa thì kiếm cá lâu, 30 phút này nữa. Trời ơi, 30 phút này kiếm đâu bây giờ, cảm thấy gì các bạn, cảm thấy thôi anh em ơi, thật ác tứ mình cũng xin lại ở đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha anh em ơi. Bye bye anh em, see you again, bye bye.